Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách. Cây giống hương thảo hay còn gọi là rosemary, một loài cây bụi có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, ưa sống trong những khu vực có khí hậu nhiệt đới. Khi trồng, cây hương thảo rosemary tỏa ra mùi hương tinh dầu thơm ngát, rất dễ chịu. Mùi thơm của loại cây này có thể khuếch tán trong căn phòng rộng đến 15m². Mùi hương này giúp tinh thần thoải mái, giải tỏa stress nhanh nhất, đặc biệt chống buồn ngủ đối với nhân viên văn phòng hoặc phụ nữ sau sinh con. Tác dụng của cây hương thảo được dùng làm tinh dầu sông trong không gian, nâng cao sự tăng trưởng của bộ não ở trẻ em, giúp thư giãn, tạo cảm giác thoải mái, giảm áp lực, stress sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Cây hương thảo đuổi muỗi rất tốt, được nhiều gia đình áp dụng. Cây hương thảo được sử dụng để xoa bóp, thư giãn cơ thể. Bạn chỉ cần chuẩn bị rượu trắng và hương thảo, cho vào bình ngâm. Sau một thời gian có thể sử dụng, hương thảo ngâm rượu có tác dụng làm giảm đau nhức xương khớp rất hiệu quả. Cách ướp thịt với lá hương thảo. Cây hương thảo bán tại Hà Nội rất nhiều, nhưng không phải ở đâu cũng là nơi bán cây hương thảo uy tín. Điều mà khách hàng quan tâm nhất là mua cây hương thảo giá rẻ, chất lượng. Nhiều người vẫn luôn muốn tìm địa chỉ bán cây hương thảo uy tín tại Hà Nội. Tuy nhiên, để tìm được nơi bán cây hương thảo chất lượng không phải dễ. Nếu đang tìm mua sản phẩm chất lượng, hãy đến Nông sản Dũng Hà nhé!